MGZS tại Việt Nam giảm còn hơn 400 triệu, rẻ ngang xe hạng A. Theo thông tin từ các đại lý, khách hàng mua MGZS giảm giá 150 triệu đồng tiền mặt, tùy theo phiên bản xe. Ngoài ra, gói quà tặng phụ kiện cả chục triệu đồng như phim dán kính, camera hành trình, thảm sàn da, bọc vô lăng, bơm lốp, càng tăng thêm phần hấp dẫn khi tặng thêm cho những khách hàng mua mẫu xe này. Khảo sát nhanh từ một số đại lý khu vực Hà Nội, phiên bản MGZS STD giảm giá tới 120 triệu đồng, từ 538 triệu đồng xuống còn 418 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản MGZS Lux cũng không kém cạnh khi giảm giá 150 triệu đồng, từ 638 triệu đồng xuống còn 488 triệu đồng. Có thể nói với mức giá thực tế chỉ từ 418 triệu đồng, MGZS đang trở nên hấp dẫn hơn so với giá của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Mitsubishi Fox 599 đến 705 triệu đồng, Hyundai Creta 599 đến 699 triệu đồng, Kia Seltos 599 đến 799 triệu đồng, hay Toyota Yaris Cross 650 đến 765 triệu đồng. Thậm chí với mức giá khởi điểm trên MGZS còn rẻ hơn xe hạng A như Toyota Raize, giá từ 498 triệu đồng, Kia Soulnet giá từ 539 triệu đồng, Hyundai Grand i1012 S cao cấp giá từ 435 triệu đồng, hay Kia Morning bản cao cấp giá 424 triệu đồng. Nhận định từ chuyên gia cho biết, động thái giảm giá mạnh của MGZS xuất phát từ nguyên nhân doanh số thấp và tồn kho lớn, khiến các đại lý phải dành sự quan tâm đặc biệt và có động thái để giải quyết vấn đề này. MGZS xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ đầu năm 2021 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mặc dù đã ra mắt từ lâu, nhưng MGZS chưa từng được hãng xe Trung Quốc công bố doanh số. MGZS có kích thước tổng thể lần lượt là 4.323, 1.809, 1.653 mm, chiều dài cơ sở 2.585 mm và khoảng sáng gầm xe 170 mm. Các trang bị nổi bật của MGZS bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, đèn gạt mưa tự động, ghế lái chỉnh điện bọc da, điều hòa tự động có chức năng lọc bụi mịn, màn hình giải trí 10.1 inch có kết nối điện thoại và 6 loa, camera 360 độ, cảm biến lùi, auto hold, ABS, EDB, hệ thống ổn định thân xe điện tử, cảm biến áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử và 6 túi khí. Về truyền động, MGZS sử dụng động cơ DOHDI4 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô men xoắn cực đại 150 Nm, kết hợp với hộp số CVT giả lập 8 cấp.